Ở trong khung thành của họ đó là thủ thành số 76 A Tý, các cầu thủ số 86 Tuấn Anh, số 88 Hồng Trắng, số 11 Kim Hỷ, số 8 Trương Đình Hiệp Thứ Nhất, số 2 Huynh Mi Tâm Hà, số 18 Nhật Minh, số 49 Bằng Bằng, số 79 đó là Khánh 79 Huy Hiệp. Bàn thắng đã đến với các cầu thủ của Sài Gòn Hoa Quyết. Một tình huống tưởng chừng như không quá nguy hiểm, nhưng sự mất kết nối giữa hậu vệ và thủ môn của Alexi đã khiến họ phải nhận bàn thua. Và người vừa ghi bàn đó là đội trưởng VN16. 1-0 dành cho cao thủ Sài Gòn Hoa Quyết. Khi mà chúng tôi vẫn chưa kịp điểm xong đội hình của hai đội thì lúc này Doanh Nhân Online Plus nó đã có bàn mở tỷ số. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem AUFC họ sẽ thể hiện như thế nào để có được một thế trận tốt và có được một kết quả tốt. Đây chỉ mới là những phút đầu. Chúng ta có thấy sau khi có được bàn thắng thì lúc này Doanh Nhân Online Plus nó đang chủ động chơi chậm bên phần sân nhà, chờ đợi những thời cơ để tung ra những đòn phản công. Vẫn đang là các cầu thủ của Doanh Nhân Arab Club. Đường mở bóng dành cho Phong Tôn. Phong Tôn cơ 2-0 2-0 dành cho các cầu thủ của Doanh Nhân Arab Club. Và đó là tình huống tăng tốc của Phong Tôn. Một pha tăng tốc và dễ dàng để loại bỏ thủ thành A Tý bên kia AFC. Quá nhanh. Như chúng tôi đã nói thì các cầu thủ của Doanh Nhân Online Club họ chủ động chơi chậm, chờ đợi những thời cơ để tung ra những đòn phản công. Và ở những tình huống lên bóng của Doanh Nhân Online Club thì họ đều đã mang lại hiệu quả. AFC họ đã đẩy quá cao đội hình và không kịp lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Nhịp độ của trận đấu đang dần được đẩy lên, tuy nhiên thì cao thủ AU vẫn đang thiếu đi một sự chính xác. Tốc độ của Kepreser làm thế nào? Và người rồi, khung thành đã bỏ trống. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của đội trưởng Lương Trường. 3-0 dành cho các cầu thủ của Doanh Nhân Online Plus. Một tình huống mà Kiệt Fraser đã rất nỗ lực để theo trái bóng. Anh dễ dàng vượt qua được thủ thành A Tý. Còn Trần Như Huy đã có một đường trả bóng về phía đài cực kỳ thuận lợi để cho đội trưởng Lý Anh Trường có thể tìm kiếm bàn thắng. Tiếp theo sẽ có những sự điều chỉnh. Doanh Nhân Online Club họ rất biết cách để khiến cho Atletico rất khó để triển khai bóng lên. Các cầu thủ của Doanh Nhân Online Club rất tích cực để áp sát ngay bên phần sân của đối phương.